Dạ vâng, lại xin được gửi một lời chào các bác làm nhà nông, những các bác nào mà hay phải đi làm những công việc như là đi lấy rau lợn hay là hớt bèo đấy, ở ao sâu ao chuông, các bác là thợ đi đánh cá nhé. Thì các bác phải tham khảo mẫu video của em ngày hôm nay. Hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu các bác chi tiết về cái mẫu ủng yếm của hàng B cơ sở bên em. Hàng ủng yếm hàng mẫu 3D. Đấy, bên em có cả hàng màu dàn di, hàng Việt Nam xuất khẩu. Và đây là hàng nhập cửa khẩu. Em nhắc lại hàng nhập cửa khẩu nhé. Hàng nhập cửa khẩu này khi bác nhận được hàng sẽ bao gồm những cái gì? Khi bác mua hàng hôm nay bên em sẽ tặng cho các bác thêm nhé một lọ keo để các bác, ví dụ sau này các bác có bị va đập lâu ngày, đi sử dụng lâu ngày mà nó bị hỏng rách thì các bác thể một miếng dùng lọ keo này, một miếng vá và một cái que nhựa như này. Mua một bộ ủng yếm sẽ được thêm 3 món này, tổng các bác nhận hàng sẽ là 4 món các bác nhé. Các bác mua bất kỳ bộ ủng yếm màu 3D này hôm nay thì đều được tặng món quà như vậy nhé. Đấy, đi chi tiết về bộ ủng yếm này các bác nhìn thấy này, đấy, trên đỉnh này. Đấy, đây là các bác đeo vào đằng trước này nhé, đằng trước nó sẽ có một túi đựng điện thoại bên trong. Cái thứ nhất này, hàng nhập cửa khẩu Made in China. Đấy, túi đựng điện thoại bên trong. Đây không nhá, đựng điện thoại bên trong này cũng chống nước tuyệt đối các bác nhá. Khi bác đeo nhá, các bác hãy đeo chéo giúp em. Đấy, đeo chéo như này này, nó sẽ chắc nhá. Bên sườn này này nó sẽ có một chút chun, đấy, co giãn, chun co giãn nhá. Các bác có đủ size, từ size nhỏ tới size lớn, từ 40 tới 43. Nên các bác đi ủng size nào các bác cứ báo em nhá, đi ủng size nào các bác báo em. Dù ở trên ủng, ở trên dây này này nó sẽ là dù siêu bền, lại không giãn, có thắt ra thắt vào được, tùy chỉnh theo cho bác. Ví dụ người thấp nhỏ hay là to cao thì các bác tùy chỉnh nhá, tùy chỉnh ở cái dây và có chốt khóa luôn các bác nhá. Tất cả những cái kết nối như này đều đúc liền như này, các bác yên tâm nhá. Đây là mặt trái này. Đấy, rất chi là ok luôn mẫu này. Em cũng đã từng bỏ thử một chiếc để đi lấy cho lợn rồi, nhà em cũng nuôi lợn mà. Đấy, lợn ở đầm sâu lấy bèo ở ao rồi, rất chi là ok mẫu này. Đây các bác nhìn thấy này, tất cả những cái miếng này được đúc như này. Đấy, đúc như này rất chi là chắc chắn luôn các bác nhá, rất chi chắc chắn. Và phần ủng của nó sẽ là mẫu này sẽ là ủng đen đế đỏ nhá, ủng đen đế đỏ như này. Hàng này em nhắc lại là hàng nhập cửa khẩu Trung Quốc, không phải hàng Việt Nam. Hàng bên em sẽ có một mẫu của hàng Việt Nam xuất khẩu nữa, nó là màu dàn di nên là em sẽ không cầm đây. Mà hôm nay giới thiệu bác chi tiết về cái mẫu ủng yếm hàng 3D được các bác sử dụng nhiều nhất thì em sẽ giới thiệu các bác luôn. Đấy, size này là size 40 dành cho các bác chân nhỏ này, ví dụ như các bác nữ đấy cũng chân rất là nhỏ nhắn thì các bác có thể tham khảo size 39 hoặc size ủng 40 nhá, 39 40. Đấy, còn các bác nam thì sẽ có size ủng từ 42 tới 43 là sử dụng nhiều. Và 41 cũng có, con chân nhỏ cũng có size 41 nhá. Giá thành của nó bộ này hôm nay thì bên đang bán với giá là bao tiền ạ? 450.000 đồng nhá. 450.000 đồng sẽ miễn phí ra hàng cho các bác luôn. Nhà hàng nhà em đảm bảo chuẩn chỉnh hàng loại 1 cho bác nhá. Hàng chuẩn chỉnh hàng loại 1 cho các bác luôn. Nhận hàng có sẽ có quyền được kiểm tra, đúng hàng có thanh toán tiền cho em nhá. Và bây giờ em sẽ cân thử nhá, cân thử cho một chiếc ủng yếm hàng loại 1 nhà em như thế này sẽ rơi ra cân nặng bao nhiêu. Nhắc lại xem là size ủng 40 nhưng sẽ có cân nặng bao nhiêu, em sẽ cân nặng cho các bác luôn, chi tiết cho các bác luôn. Nên các bác nào mà tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì các bác không thể sao bì được nhá. Đấy, em nhắc lại đây, ủng yếm nội nước size nhỏ nhá các nhá, size nhỏ này cũng như là size to này nó sẽ nặng hơn một chút, to nhỏ tùy theo kích thước nữa các nhá. Đấy, mẫu này rơi vào hơn 2 cân rồi các bác ạ. Rồi, mẫu này nó sẽ rơi vào xít 2 cân 3 rồi, 2 cân 2 nặng rưỡi nhá. Đây size ủng 40 nó sẽ rơi vào 2 cân 2 nặng rưỡi, thì ủng 41, 42, 43 nó sẽ chênh ra một chút, 2 cân 2 nặng rưỡi và xít 2 cân 3. Đấy, đây là hàng chuẩn chỉnh dày loại 1 cho bác, em đã cân chỉnh cho bác rồi. Nên các bác nào mà khi mà mua hàng các bác cứ báo là bán cho bác một cái bộ ủng yếm hàng chuẩn chỉnh loại 1. Đấy, em sẽ gửi cho bác đúng mẫu 3D như này nhá. Em sẽ đăng tải video trên kênh và kết thúc tại đây nhé. Một lần nữa xin được chào các bác, hẹn gặp trong clip lần sau bên cơ sở bên em.